Bây giờ mặc áo cuối cùng thằng Black Panther. Ui cha, cái mặt đã bự không? Cái này cái áo này nó phồng ra gì đó hả? Áo này đúng là cao lặn luôn rồi. Bự không? Cái loại áo này nó mắc tiền lắm mà. Cái áo này thì mặc thử nha. Quá sạch ha. Mảnh xốp trong này ta. Giờ thấy cái vú bự hả? Phòng bự không? Gốc bây giờ thế làm cục thấy không? Số cục cái muối luôn rồi, nhưng mà đâu còn số muối đâu. Ok, cái chân nó làm cái chân này hả? Thấy bự không? Cái này có bỏ sốt trong này thấy bự không? Hả? Cái làm quá trời cái ngực hay vú em bụng à? Đấy là đây vô thử nha. Tay bự không?